Ngày 29, hãy dừng lại một chút và hít thở thật sâu. Tôi dừng lại một chút chỉ để hít thở. Một cách đơn giản là tôi đang tồn tại và tôi hít thở thật sâu. Tôi chỉ chú tâm hít thở, không khí đi vào và đi ra khỏi người tôi, và tôi để người mình được thả lỏng hoàn toàn. Tôi loại bỏ mọi suy nghĩ, ký ức và hình ảnh xuất hiện trong đầu và trở lại tập trung với sự thanh thản chỉ để hít thở. Tôi chỉ dừng lại để tận hưởng sự tồn tại. Đó là một món quà vô giá. Vì vậy, tôi từ bỏ mình, tôi đang tạo ra một cảm giác tích cực của lòng biết ơn và bình an thực sự. Sau tất cả, vượt trên tất cả, nó là giá trị hiện có, một món quà thật tuyệt vời. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Tôi để cho Chúa Thánh Thần làm phát triển dần dần cảm giác của lòng biết ơn chân thành trong tâm hồn tôi.